chồng đánh vợ tử vong vì thói lèm bẹp. Ông xã. Gì vợ? Có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì hết hả? Tiền hụi mới đóng hôm qua rồi mà ta. Không phải tiền hụi. Hôm nay ngày gì? Hôm nay là cuối tuần. À, nhắc cái cuối tuần mới nhớ. Trời đất ơi. Anh nhớ rồi đúng không? Bữa nay anh hẹn với mấy thằng bạn. Em ở nhà lá ăn cơm trước đây nha. Tối anh về ăn sau. Đừng có chờ cơm anh nha. Anh á lúc nào cũng bạn anh hết á. Mà sao dạo này á anh hay đi sớm về muộn quá vậy? Công việc anh còn đang lê anh phải đi lo công việc của anh chứ. Lúc á hả anh mới cưới em á, anh nói hả là anh sẽ luôn dành thời gian cho em. Vậy mà bây giờ lúc nào cũng đi sớm về muộn. Hay là dạo này anh có cô nào ở ngoài rồi đúng không? Trời đất ơi. Cô nào ở ngoài? Mình em mà chịu không nổi rồi cô nào nó chắc chết luôn á trời. Mệt ghê. Anh nói em nghe nè. Anh đi làm thì anh phải có những cái mối quan hệ, thì anh phải đi anh ăn anh nhậu này nọ với bạn bè, đồng nghiệp. Công việc của anh phải làm chứ sao? Em là vợ anh, em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ. Đằng này em cứ còn nghi ngờ lung tung này nọ đó. Nghi đi, tôi đi ạ. Anh Hưng, anh đi đâu vậy? Tức quá đi. Sao? Buồn cái gì? Cái mặt sao bực bội với tôi vậy hả trời? Tao không có bực với mày. Vậy chứ mày bực ai? Tao bực chồng tao. Bực ổng thì quánh ổng đi. Trời ơi, con nhỏ này. Hả? Tao kêu mày qua để mày khuyên răn tao. Mày tìm cách giải quyết cho tao mà. Mày hỏi đúng người rồi đó. Sao? Chồng mày làm gì? Ngoại tình hả? Hay là sao? Bạo hành với mày? Hay là xúc phạm má của mày? Xúc phạm ba của mày? Những cái lý do mày đưa ra đều không phải. Phụ nữ của mình trong cuộc sống hôn nhân thì không có cái gì để bực bội cái người chồng của mình ngoài những lý do đó cả. Sao bực? Mày nghĩ coi hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Tao hỏi ông cũng không nhớ mà ông còn bực bội với tao rồi ông đi đâu mất tiêu rồi kìa. Kỷ niệm 5 năm ngày cưới mà không nhớ. Đã vậy là còn bỏ đi nữa. Rồi ok, tao giải quyết cho. Bỏ chồng này đi lấy chồng khác. Đi về. Ok, tao về rồi mày khi nào ký đơn đi vậy xong mày kêu tao ra tòa. Trời ơi, tao tức mày quá. Vậy nữa. Mày phải tìm cái hướng giải quyết nào cho vợ chồng tao hòa thuận với nhau chứ. Ủa? Thì giờ mày đang bực ổng. Rồi bây giờ mày muốn hòa thuận với ổng thì thôi mày đừng bực ổng nữa. Còn mày vẫn còn bực thì mày bỏ ổng đi. Thì đó thì chỉ có hai cách vậy thôi mà. Nhưng... hay là ổng có con nào khác ở ngoài rồi mày? Sao mày mâu thuẫn quá, tao mệt mày ghê á. Im để tao suy nghĩ coi. À, ổng chơi chiêu. Bình thường á hả, đang sống êm biển lặng á thì không sao hết nha. Ừ. Cái cứ gần tới mấy cái ngày đặc biệt như là 8 tháng 3, Valentine đồ. Thế nào hả là mấy anh cha nội đó nha, cũng kiếm chuyện này chuyện kia để cho mình giận lên. Mình giận ngay đúng vào những cái ngày đặc biệt đó. Nó thành ra là mấy ổng khỏi tặng quà, đỡ tốn. Cái xong rồi qua cái ngày đó xong mấy ổng sẽ nói ngon nói ngọt để mà làm lành lại. Đó, tao đảm bảo là chồng mày là chơi chiêu này chắc luôn. Ủa, không lẽ chồng tao giờ vậy? Ủa, mà tiền ai quản lý? Tao. Ủa, tiền mày quản lý hả? Tiền mày quản lý thì ổng đâu cần làm vậy đâu ha. Làm vậy không lẽ ổng có con khác thiệt hả? Sao? Ổng có con khác vậy là mày có cớ đến với thằng khác rồi. Trời ơi, con nhỏ này, tao cho mày ăn cái chổi chà bây giờ. Chứ giờ sao? Chứ bây giờ nè, cái cách này mày cũng chịu, cách kia mày cũng chịu. Nên mày muốn tao khuyên mày cái gì? Bây giờ không biết làm sao nữa. Nhưng mà ổng về tới rồi kìa. Mày núp tạm đi, cứ để chồng mày cho tao lo. Cái gì? Chồng tao mà mày đòi lo là sao? Trời ơi, lo đây là tôi giải quyết đó má ơi. Tôi quá trời chồng tôi lo chưa hết, lo thêm chồng bà chứ trời. Em ơi, cái bóp anh để đâu rồi? Ủa? Chân mới qua chơi hả? Ủa giờ anh đâu rồi? Vợ anh đã đi xa rồi. Đi xa là đi đâu? Đi đến một nơi mà anh không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa. Tôi sẽ thay thế Linh ở trong căn nhà này với anh. Em sẽ thay thế vợ anh? Đúng vậy. Trời, bà kia là muốn chết rồi. Bà này nó chắc giảm thọ luôn á. Cái nỗi tình này nghĩ gì vậy? Bạn bè chơi cướp chồng bạn hay gì? Anh hãy nghiệm lại đi. Anh đã làm gì khiến cho Linh buồn? Tôi có làm gì đâu trời. Tự giận dỗi bỏ đi xa lại đi đâu? Hôm nay là ngày gì? Kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Vậy mà anh lạnh lùng. Anh thờ ơ, anh không thèm quan tâm cô ấy. Cô
cô ấy đi rồi, cô ấy đi kiếm người khác rồi. Kiếm một người đàn ông có thể yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho cô ấy, ở bên cô ấy mỗi lần cô ấy cần, nhớ tất cả những ngày kỷ niệm với cô ấy. Và người đàn ông đó không phải là anh. Đâu phải là tôi quên cái ngày kỷ niệm ngày cưới đâu. Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho cổ thôi. Chứ giờ cô đi đâu hết? Giờ tôi đi đâu em biết không? Giờ sao? Buồn nữa anh hỡi, cuộc tình nào không thôi xót xa. Giờ tôi cô nha, tôi nghi nín đi. Chắc là cô qua đây nó bậy nó bạ gì, vợ tôi mới bỏ đi vậy. Không hề nha, tôi qua đây là tôi giúp đỡ hai vợ chồng các người á nha. Tôi giải quyết rõ ràng cho hai người mà. Đó bây giờ đây nè, hai vợ chồng hai người không còn hiểu nhau được nữa, đúng không? Không quan tâm nhau được nữa thì thôi. Bây giờ là vợ đi kiếm người khác, chồng đi kiếm người khác, tạo một gia đình mới hả? Thì cô chừng tôi. Vợ Anh Hưng đi đâu vậy? Vợ tôi nè. Dân, tự nhiên mày nói vậy rồi ảnh đi luôn rồi sao? Bây giờ kêu tôi giải quyết thì giờ tôi giải quyết theo cách của tôi. Có chọn cái cách của tôi hay không thì đó là lựa chọn của mấy người. Cách của cô về nhà cô giải quyết. Đi ra đi. Ủa dạ, chào lời. Vợ, anh suy nghĩ lại rồi. Anh nghĩ mình là vợ chồng với nhau thì mình phải nhường nhịn nhau, từng lời ăn tiếng nói thì cuộc sống vợ chồng mình mới vui vẻ hạnh phúc được. Hồi nãy anh lỡ nóng tính, cái anh lớn tiếng với vợ. Vợ đừng có giận anh nghe. Thật ra là em cũng có lỗi, là do em ghen tuông bậy bạ. Em cũng xin lỗi anh nha. À, anh quên nữa. Anh phải đi ra ngoài chút. Quên rồi, quên. Đi ra đi. Ôi trời ơi. Rồi anh đi đâu nữa? Rồi tôi chết rồi. Con biểu tình rồi. Vợ, hồi nãy á, anh nói đi nhậu á là anh giả bộ vợ thôi, tại vì anh muốn tạo vợ sự bất ngờ. Mà tại vì chưa gì hết cái bị vợ la mất tiêu rồi. Anh vẫn nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của tụi mình chứ bộ. Anh tặng cho vợ nè, chúc vợ luôn luôn xinh đẹp và là người phụ nữ duy nhất trong lòng anh nha. Vậy mà không nói làm em hiểu lầm. Anh muốn vợ bất ngờ chứ bộ. Ai, tôi chết rồi, nhớ chôn tôi, nhớ cúng cho tôi. Mày đó, chút xíu nữa mày làm vợ chồng tao hiểu lầm với nhau rồi đó, mày thấy chưa? Ừ. Cuối cùng thì bây giờ vợ chồng các người có hiểu lầm nhau không? Cuối cùng bây giờ vợ chồng các người ở bên nhau hay là vợ chồng các người chia tay nhau? Xin lỗi nghe, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Đó là chiều của tôi đó, lui để tiến. Dạ, hôm nay kỷ niệm ngày cưới vợ, nói một câu gì cho chồng nghe đi. Em yêu chồng em nhất. Chồng cũng yêu vợ nhất.